Hello, hello, chào các bạn. Hôm nay mình với bà xã mình đi dạo bờ biển nha các bạn. Mình làm cái clip nhỏ nhỏ cho các bạn xem chơi. Bà xã mình thích selfie. Ở Việt Nam gọi là tự sướng nha các bạn. Đó, bây giờ mình thấy cái hồ này nè các bạn. Có mấy cái con thú hoang dã đó. Của Alameda rất là rộng lớn, đó là một cái là mình chụp hình dài bôi chơi rồi mình đi cắm biển dài dài để có chỗ nào đẹp đẹp chụp hình rồi nữa mình post hình lên cho các bạn xem chơi nha. Rồi, nãy giờ mình đợi mãi nó mới hé nắng lên, hồi sáng giờ là mây phủ không có nắng nhiều cho nên chụp hình không có đẹp. Mà bữa nay trời cũng lạnh nữa các bạn. Đó, bây giờ mình quay một clip nhỏ nhỏ cho các bạn xem chơi. Bây giờ mình xuống hồ mình chụp hình nha các bạn. Nhiều quá hả? Chim cò đây nó dạng ghê. Cái đó, nó lại gần sát qua bên nữa các bạn. Mà cũng nó không sợ. Đó, dịch trời không đó các bạn. Nó sống hoang dã vậy đó, nhưng mà nó gặp người thì nó rất là dạng, tại vì ở đây không có ai bắt nó hết á. Đó. Đó, các bạn thấy không? Ừ, có bánh mì ở trong vỏ đó anh chịu. Vậy hả? Để hồi đi, để hồi mình cho nó ăn. Bây giờ mình chụp hình cái đi. Giờ em đứng ra đó đi. Ừ. Anh canh sẵn tự động rồi ra, anh ra chụp. Rồi đứng đó nha. Em đứng dây mặt qua bên đây nè. À, rồi đó vậy đi. Rồi anh canh tự động anh chạy lên nha. Ok. Rồi bắt đầu nha. Chuẩn bị nha. Em đứng vậy đó, anh lại anh đứng sau lưng em nha. Ờ đứng sau lưng em có thấp không? Rồi ok. Bắt đầu. Nhìn qua bên đây chút xíu. À đó vậy đó. Rồi 1, 2, 3 chụp nè. Rồi đứng nhìn nha, giữ yên nha. Thằng dịch trời nữa, lỡ sát bên anh đập. Hai người đau lưng phải không? Ok. Rồi đâu rồi, để nhắm thử coi. À đau lưng nè, mình nhìn ngoéo nhau, ngoéo lại với nhau phải không? À ok. Rồi được rồi, đẹp rồi đó. Rồi để lấy nét hả? 2, 3. Rồi chuẩn bị. Đẹp lắm. Để coi nè. Đẹp lắm, một bôi nữa đi. À thôi ngồi đi.
về sao được? Ngồi ở đâu giờ ta? Nhìn cái mặt lên lên chút, ngước ngước lên chút xíu. À đó, đó vậy đó. Ok. Rồi chuẩn bị nha. Có thể cái tay kia em dịnh lên ý kiến. À đó, vậy đó, ok. Rồi chuẩn bị em chạy lên nha. Mình sẽ về mình làm những cái tấm hình này cho các bạn xem nha, chơi cho vui ha. Rồi mình chụp đây là mình lấy hết cái khung cảnh cái hồ này đó các bạn. Hồ này là mấy cái con này nó ở đây nó cũng không có nước vô ra đó các bạn, nó hơi dơ, nước hơi đen. Nhưng mà có cái ánh nắng mặt trời nó chiếu chiếu mặt nước lên, mặt hồ này mình chụp thấy cũng đẹp lắm. Rồi chuẩn bị nha, nhìn nha nha. Anh chạy lên đứng kế bên ha. Rồi êm nha, đừng nhúc nhích nha, nhúc nhích nó bắt máy không được nha. Ok. Ok, chuẩn bị nè. Nè. Rất là đẹp. Để về mình coi mấy bạn, cho mấy bạn coi mấy tấm hình nha. Tại vì các bạn biết không, tại vì cái điện thoại mình gắn vô đây rồi mình quay phim, cho nên mình không có vô cái phần mềm để mình bấm cái điện thoại mình tự động chụp được. Tại vì cái máy Sony A7 Mark 3 này của mình á, là nó có cái app ở trong điện thoại đó các bạn, mình sử dụng ở trong điện thoại luôn được hết á. Nhưng mà tại vì cái điện thoại của mình mắc quay phim rồi, thành ra mình phải mỗi lần bấm tự động mình phải chạy lại. Rồi chuẩn bị nha. Rồi đứng vô đây lấy nét nè. Cái tay em chỉ vô tấm bảng này à. À, rồi đúng rồi, ok. Anh lại chỉ vô tấm bảng luôn. Rồi video đến đây mình kết thúc rồi các bạn. Hôm nay mình đi dưới phòng phát này mình chụp hình chơi dưới bãi biển này. Bữa nay là không phải ngày cuối tuần này, nhưng mà mình đi chơi dưới này. Mình bữa nay
trời lạnh quá mình không có chơi thể thao cho nên mình đi bộ, mình đi dài dài xuống đi chơi. Mình đi lát đi biển. Kết thúc cái video này. Chào các bạn nha. Với lại nó cũng hết pin rồi. Bye bye các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại sau.